Ủa không có quý ủ vậy? Ừ thu thập ngon, ngon. Ok ok. Vô 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 khúc rồi. Vô khúc rồi. Vô khúc rồi. Vô khúc u hụt luôn kìa. Vô khúc rồi. Dễ thanh niên. Đi ra chỗ khác. Trời ơi, này em ghét luôn, chết luôn á trời. À, trời ơi, ghét nữa. Căng vậy. Căng vậy. Căng vậy. Căng vậy. Căng vậy. Thôi chạy. Vô vậy. Bóp. Hay em ơi. Game thủ ấy kia rất là hiểu biết về cái ngành ngành luôn, nhưng mà mọi người mình đáng học hỏi. Quýnh căng vậy anh hai, quýnh căng vậy anh hai, quýnh căng vậy anh hai. Thôi như đó ăn ăn đi, binh binh khói binh lắm, phát luôn đấy, dính ngay. Rồi nha. Ai da, quỷ châu vậy? Vô vậy? Rồi sao? Chắc tôi không biết né à. Chắc tôi không biết né. Hôm này chơi không được. Quỷ chơi được nè. À chưa có cái ai da. À. Mất rồi không ạ? Trời ơi, hết sách luôn rồi. Gì thanh niên? Ôi trời ơi, quýnh liều quá. Ai da, sao giờ cái sao giờ cái đó. À, sao mà cho mình chơi chết không hay. Vừa hồi sinh ra ăn cái thảm sợ chết luôn tại chỗ, hay luôn. Bị phá đúng không? Bị phá đúng không? À chết tôi rồi. Học chia toan rồi. Ừ anh hai, anh hai. Ừ anh hai này hay nè. Hay lắm anh hai ơi. Hay lắm anh hai ơi. Anh hai càng ghê quá, anh hai càng ghê quá. Anh hai càng quá ghê. Bắn cái máu luôn kìa. Nhầm rất châu quá. Trời, không chết à? Xuống vậy. Xui vậy. Sao? À đúng. Cái kia là giết rồi. Em chúng nó giết rồi. Tận dụng thời cơ hành bạn. Đừng ai ao nha. Đang ghiền này.